Có thể nói việc khai sơn lập hướng hay còn được biết đến là xây dựng mới căn nhà luôn là vấn đề được các gia chủ đặc biệt quan tâm, bởi không phải hướng nhà nào cũng trong năm khi mà xây dựng nên sẽ đón được vượng khí, cát khí, tài lộc. Nếu việc khai sơn lập hướng sai, không đúng phong thủy sẽ dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và vượng khí ngôi nhà, dẫn tới nhiều ảnh hưởng xấu tới các thành viên sinh sống trong căn nhà đó. Nếu nhẹ thì dẫn tới gia đạo bất an, sức khỏe, tài lộc giảm sút, nặng hơn sẽ dẫn tới gia đình ly tán, mất đinh trong nhà. Và việc khai sơn lập hướng sẽ phải chịu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đặc biệt là phụ thuộc vào tuổi của gia chủ và trạch đất xây dựng. Để quý vị gia chủ có thể hiểu rõ hơn về việc khai sơn lập hướng mới cho từng tuổi, Phong Thủy May Mắn đã làm một chuỗi các video giúp các gia chủ biết được các phương hướng xây dựng phù hợp mang lại vượng khí, cát khí và tài lộc cho từng mệnh chủ. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nam mệnh tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 và những điều cần phải biết khi xây nhà trong năm 2020. Quý anh chị thân mến, việc quý anh chị lựa chọn đúng tuổi tiến hành động thổ để xây dựng mới cho căn nhà của bạn sẽ phải mang lại phúc khí, vượng khí, giúp cho cuộc sống của gia chủ và những người thân sống trong căn nhà đó có được thuận lợi, hanh thông, con đường công danh tài lộc được rộng mở hơn nữa. Về vấn đề sức khỏe cũng sẽ được phù trợ khỏe mạnh, vui tươi. Tuy nhiên, ngược lại, nếu anh chị chọn nhầm tuổi làm nhà sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vượng khí ngôi nhà, ảnh hưởng đến sự phát triển mọi mặt toàn bộ gia đình, gây nên những tai ương khó tránh, dẫn đến hư hao tiền bạc, gia môn lục đục. Sinh năm 1983, nạp âm ngũ hành là đại hà thủy, đa phần là người có tính tình cương trực, không gần nhân tình thế thái, tiền của như ý, anh em người nhà xa lánh, về già thì có của ăn của để. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, là quan tinh, gặp nhiều thử thách, cạnh tranh cũng có cơ hội thăng tiến trong công việc và phát triển trong công việc. Với những người buôn bán kinh doanh thì nên xử lý cẩn thận những vấn đề về thuế để tránh phiền phức không đáng có, hy vọng thăng chức tăng lương thêm một bậc nữa. Quý âm thủy gặp canh dương kim là chính ấn, bản thân gặp may mắn, thăng tiến, có tài lộc. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Quý Hợi sẽ cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tâm tính của mình, cần tu tâm dưỡng tính, biết cách thuận theo nghịch cảnh mình đang gặp phải để tìm cơ hội phát triển hơn, tránh trường hợp ỷ lại vào người khác sẽ không thể phát triển được, thậm chí sẽ gặp phải tiêu cực. Bản mệnh có nhân duyên tốt, được quý nhân phù trợ, cộng với tham vọng lớn lao, dũng cảm đối diện với mọi vấn đề xảy ra, dám nghĩ dám làm nên nhất định có thể đạt được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp. Nam mệnh 38 tuổi thổ tú chiếu mệnh nên cần cẩn trọng xử lý những điều khoản trong hợp đồng, tránh kiệm tụng. Yếu tố đầu tiên trong việc khai sơn lập hướng mới thì cần xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai và có hợp với trạch đất nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020, Canh Tý gia chủ 38 tuổi theo cách tính kim lâu từ trước tới nay. Trong năm nay thì mệnh chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Năm 2020, Canh Tý gia chủ Quý Hợi sinh năm 83 sẽ là 38 tuổi nên phạm phải hoang ốc. Xét đến tam tai, nam mệnh gia chủ Quý Hợi sinh năm 1983 cần tránh các năm tam tai tị, ngọ, mùi. Năm 2020 Canh Tý theo cách tính tam tai, gia chủ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên, nếu có xây dựng mới thì gia chủ Quý Hợi sinh năm 83 nam mệnh năm nay sẽ không nên đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu có tiến hành xây dựng mới sẽ cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp tuổi, mệnh chủ để tiến hành động thổ. Yếu tố quyết định tiếp theo của việc có xây được nhà hay không là vận của trạch đất nhà mình. Việc tiến hành xây dựng căn nhà sẽ được xây dựng trên những trạch đất nhà mình, nên việc xét cát hung vượng của trạch đất là rất quan trọng. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới một căn nhà, các phong thủy sư hay là thầy phong thủy sẽ cần tìm hiểu phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc, về địa hình, thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc là căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả trạch đất cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy gọi là các thế sát loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu, sẽ còn một phần khác cần xét tới khi các phong thủy sư phân tích cách cục căn nhà của bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật. Bởi khí là nguyên bản của vạn vật, thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo những cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Xung thời Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có
viết rằng thiên địa hợp khí vạn vật tự sinh, có nghĩa là trời đất hợp khí vạn vật tự sinh. Còn trong sách Tế Thế Thiên lại viết vạn vật chi sinh câu đạt nhất khí, khí chi bạc ác vạn vật nhược nhất, có nghĩa là vạn vật được sinh ra chỉ cùng từ một thể khí. Các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành bát quái tinh tượng làm cơ sở luận đoán, đưa ra ý kiến của mình về thông tin trạch đất của mình. Khi kết hợp với cả hai thông tin trên thì các phong thủy sư sẽ đưa ra thông tin chính xác nhất về trạch đất nhà bạn, cũng như là đưa ra các phương án hỗ trợ tốt nhất về phương án xây dựng, tô tạo, sửa chữa cho căn nhà của mình. Kết hợp từ hai yếu tố trên, ta sẽ có những trường hợp có thể xảy ra như sau. Trường hợp thứ nhất, trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất xấu vận. Sau khi tổng hợp phần thảo luận của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đã thống nhất đưa ra lời khuyên cho quý anh chị là đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc, sức khỏe cũng như thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, bình an của căn nhà. Nếu như phạm phải những thế sát lớn như là Long sinh bát sát, Hoàng tuyền sát, Mộ long biến vận sát sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân đinh trong nhà. Còn trường hợp thứ hai là trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại đắc vận, hợp long phù long tương trụ thì xây dựng không gì cắt bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm 5 tháng ngày giờ cát lành phù long tương trụ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành động thổ, tiến hành xây dựng. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy phù hợp với trạch đất, với những người sẽ sinh sống trong căn nhà đó. Trường hợp tiếp theo, đất được vận nhưng trạch chủ không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường, tuy nhiên thì cần chú ý khi xây dựng sẽ phải mượn được tuổi hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại vượng khí, cát khí, may mắn cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng của mình. Trong trường hợp này, gia chủ cũng cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy nhà mình. Cần kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp công năng sử dụng, vừa phù hợp các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát mang lại vượng khí, cát lành, giúp những người sống trong nhà được bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Trường hợp cuối cùng, đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây dựng mà chọn nằm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng rất xấu tới căn nhà của các thành viên trong gia đình. Nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe, gia đạo, nặng thì dẫn tới thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như trạch đất quá hung họa dẫn tới tổn thất về nhân đình. Tiếp theo, xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 nam mệnh. Với nam mệnh Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ thuộc cung Càn Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt đó là Đông Bắc Phục Vị, Tây Bắc Thiên Y, Tây Diên Niên, Tây Nam Sinh Khí. Ngoài ra, cần tránh bốn hướng xấu của Đông Tứ Trạch là Nam Họa Hại, Đông Lục Sát, Bắc Ngũ Quỷ, Đông Nam Tuyệt Mệnh. Đầu tiên là hướng Bắc gồm ba sơn Nhâm Tý Quý có giải độ số từ 337,5 đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế, với nhà tọa ngọ hướng Tý, tọa Phạm Tuế phá và Tam Sát, hướng Phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm Phạm Tam Sát cũng không nên xây, nhà tọa Quý hướng Ninh Phạm Mộ Long biến vận sát không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Mệnh chủ Quý Hợi sinh năm 1983 nam mạng xây nhà hoặc ở trong căn nhà có hướng này sẽ thuộc Đông Tứ Trạch nên không hợp hướng bị phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa tự quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái có dậy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tán thải tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao Tam Bích chủ về kiện tụng, thị phi, tranh chấp, trộm cướp sẽ đáo tới vương này nên cần đặc biệt chú ý. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó. Nhất là những gia chủ đang theo đường quan vận càng cần đặc biệt chú ý. Nếu muốn xây dựng, tu tạo hay đang sinh hoạt trong căn nhà hướng này, cần hết sức lưu ý đề phòng. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng Bắc kết hợp với tuổi gia chủ Quý Hợi sinh năm 83 sẽ rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên, là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi mới tiến hành xây dựng.
Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà. Nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng thì dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như xấu quá sẽ dẫn tới tổn thất nhân định. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Tý Hợi sinh năm 1983 đang ở nhà hướng này, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Về hướng nam gồm ba sơn bính ngọ đinh có giải độ số theo la kinh từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa bắc hướng nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng riêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa, chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Ngoài ra thì gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được 5 tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Mệnh chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này phạm họa hại thuộc đông tứ trạch nên sẽ không hợp hướng. Họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ hướng tây nam tượng quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản trí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Cùng với đó theo huyền không phi tinh năm nay sao nhị hắc bệnh phủ đang thất lệnh, chủ về bệnh tật tai ách cũng như sức khỏe có ảnh hưởng không tốt tới gia đạo. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy tâm linh Việt, phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng nam kết hợp với tuổi gia chủ Quý Hợi sinh năm 1983 nam mạng rơi vào trường hợp thứ ba là đất được vận nhưng trạch chủ lại không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường, nhưng sẽ cần chú ý trong khi xây dựng cần phải mượn được tuổi phù hợp với tuổi của gia chủ và phù hợp với trạch đất của nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại cát lành, may mắn, vượng khí, cát khí cho căn nhà sắp tiến hành được xây dựng của mình. Trong trường hợp này thì gia chủ cần chú ý nhiều tới vấn đề kiến thức và phong thủy trong nhà mình, cần kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát mang lại vượng khí, cát khí, giúp những người sống trong nhà được bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Cùng với đó, trong khi tiến hành xây dựng, gia chủ cần sử dụng các phương án chấn hưng trạch đất, giúp ấm long vượng địa, mang lại bình an, may mắn, cũng như tài lộc, sức khỏe cho gia đình về cư trú tại đó. Vì vậy, nam mệnh Quý Hợi sinh năm 1983 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các vị trí phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Đối với gia đình theo đường quan vận, bộ chấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn sát kỵ hung hóa giải thị phi hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ chấn trạch được sử dụng sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn giữ tài lộc kỵ tà hóa sát hóa giải thị phi chưa thêm tài lộc cho gia chủ. Còn trong trường hợp mà trạch chủ nam mạng Quý Hợi sinh năm 83 đang ở nhà hướng bắc cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng đông gồm ba sơn giáp mão ất có giải độ số từ 67,5 đến 112,5 độ. Những trạch đất hướng này sẽ phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đào đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên những nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Với nam hàng Quý Hợi sinh năm 83 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch không hợp hướng, phạm lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy tự quái lạc hạng, chủ về thị phi khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động, các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Trường hợp nhà hướng đông kết hợp với nam mệnh Quý Hợi sinh năm 83 rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi.
đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi mới tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như xấu quá sẽ dẫn tới tổn thất nhân đinh trong nhà. Trong trường hợp mà mệnh chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 83 năm mệnh đang ở nhà hướng đông, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Tiếp theo là hướng Tây gồm 3 sơn canh Dậu Tân có giải độ số từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm canh Tý cửu tử đáo đến cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này sẽ là hướng bán cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giới tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa xây mới được. Nếu xây mới chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch, để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Ngoài ra thì gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như là phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 nam mạng xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây tứ trạch hợp hướng được diên niên là sao Vỗ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú sống lâu của cải vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Về hướng Tây Bắc thì gồm có 3 sơn Tuất Càn Hợi có giải độ số từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 Bát Bạch tài tinh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi tọa phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới vào năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất gắt. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Ngoài ra thì gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như là phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà của mình chuẩn bị xây dựng. Nam mệnh tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Tây tứ trạch nên hợp hướng được thiên y thuộc sao Cự Mông thổ, chủ quản tại hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe giàu có ngàn vàng không tật bệnh, nhân khẩu dụng vườn xúc vật đại vượng, khoảng 1 năm thì có của, vượng tài phát lộc lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Tiếp theo về hướng Đông Bắc gồm 3 sơn Sửu Cấn Dần, giải độ số theo La Kinh từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất khác. Với nhà tọa thân hướng Dần thì không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát. Anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Quý Hợi sinh năm 83, nam mệnh xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây tứ trạch hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do nhà hướng Tây, Tây Bắc và Đông Bắc kết hợp với tuổi gia chủ Quý Hợi sinh năm 83 nam mệnh rơi vào trường hợp thứ hai, ta đã bàn luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phù long tương chủ thì xây dựng không gì cắt bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm 5 tháng ngày giờ cắt lành phù long tương chủ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành động thổ, xây dựng. Ngoài ra thì gia chủ sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng, cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy hợp lý với trạch đất, với những người sẽ sinh hoạt trong căn nhà đó. Cùng với đó, do đây là hướng tốt phù hợp với tuổi của gia chủ, nên theo lưu niên từng năm, khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, cát lành, bình an, phát triển thuận lợi, nhanh chóng. Nếu những hướng này có xấu thì hợp với cái xấu, khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì gặp nạn mất máu. Vì vậy, với hướng nhà
hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sẽ sử dụng trấn trạch hoa mai, trấn sát, kỵ tà, chiêu tài nạp phúc. Ngoài ra, đối với những căn nhà đã tiến hành vào ở tốt nhất cho gia chủ là cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Về hướng đông nam gồm ba sơn thìn tốn tỵ có giải độ số từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 canh tí sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và đông nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tỵ phạm mộ long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn ngày tháng cát lành vào tháng 3, tháng 4 âm lịch, còn tọa thìn hướng tuất thì không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Mệnh chủ nam mệnh Quý Hợi sinh năm 83 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh. Mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tự quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng, có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Trường hợp nhà hướng này kết hợp với tuổi mệnh chủ nam mệnh Quý Hợi sinh năm 83 sẽ rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi mới tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng rất xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo, nặng thì dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như xấu quá sẽ dẫn tới tổn thất nhân đinh. Vì vậy với những hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ để hóa giải như sau. Đối với trường hợp nhà chưa xây dựng thì sẽ chọn năm tháng khác đắc vận, đắc long, đón thiên khí vượng khí để tiến hành xây dựng. Còn trong trường hợp mà gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 nam mệnh đang ở nhà hướng đông nam này cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng tây nam gồm ba sơn mùi khôn thân có giải độ số từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến tây nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới vào năm 2020 cũng không được cắt cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn thân phẩm và mậu kỷ đưu thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn vào tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì chọn vào tháng 9, tháng 10. Khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất gắt. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 nam mệnh xây nhà và ở hướng này thuộc tây tứ trạch hợp hướng được sinh khí rất cắt lành. Vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông tượng với là chấn, chủ về nhân ái tài lộc lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách hứa tới đông lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng công ty và nhà hàng. Do nhà hướng này kết hợp với tuổi của gia chủ Quý Hợi sinh năm 1983 nam mệnh rơi vào trường hợp thứ hai ta đã bàn luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phù long tương chủ thì xây không gì gắt bằng. Còn việc cần nhất của trạch chủ là phải tìm được 5 tháng ngày giờ cát lành phù long tương chủ nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành động thổ xây dựng. Ngoài ra thì gia chủ sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng, cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để được đưa ra bản thiết kế kiến trúc phong thủy hợp lý với trạch đất, với những người sẽ sinh hoạt trong căn nhà đó. Cùng với đó, do đây là hướng tốt phù hợp với tuổi của gia chủ nên theo lưu niên từng năm khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, cát lành, bình an, phát triển thuận lợi, nhanh chóng. Nếu những hướng này có xấu thì hợp với cái xấu khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì gặp nạn mất máu. Vì vậy, với những hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sẽ sử dụng bộ trấn trạch hoa mai, trấn sát, kỵ tà, chiêu tài nạp phúc. Ngoài ra, đối với những căn nhà đã tiến hành vào ở thì tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn.
Vừa rồi Phong Thủy May Mắn đã phân tích năm mệnh tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 và những điều cần phải biết khi xây nhà năm 2020. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện như động thổ, tu tạo, sửa chữa sang ngày cưới hỏi cũng như những vấn đề liên quan tới phong thủy, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.